Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ân Thi luôn đồng hành, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế hộ. Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ân Thi đang triển khai 11 chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh sinh viên, cho vay giải quyết việc làm, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện đạt gần 450 tỷ đồng với trên 8.000 khách hàng còn dư nợ. Nhìn chung, khách hàng vay vốn đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích. Phát huy kết quả đạt được, Phòng Giao dịch sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác của các tổ chức hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường giám sát quy trình bình xét cho vay, đảm bảo dân chủ khách quan đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của khách hàng, giữ vững chất lượng tín dụng.